dành tấm lòng này hồi hướng công đức này. À vâng. Ờ, nói chuyện mình chủ yếu là cái niềm vui thôi, hạnh phúc. Vâng. Còn cái này là coi như nhận được hồi hướng cho mọi người nhỉ. À vâng. Bây giờ mang nặng đầy rồi lại không bỏ được nữa mà chưa cần thiết đấy. À vâng. Tại vì có bỏ sợ thầy ngủ đó, các thầy đấy không được. Dạ dạ dạ. Côn trùng vớ vẩn đấy mà. Như thế là cái tấm lòng tốt rồi nhỉ. À vâng. Vâng. Đấy con cũng không có gì, con cả sợ thầy. Vâng, được rồi. Mọi người hạnh phúc là được nhỉ. Vâng. Dạ, nó có gì đâu Phật. Thôi được rồi, lên đi thôi. Vâng. Vâng, cháu thầy. Tôi một người một phần cho vâng. 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 Năm mới thì là phải cho vợ đi, mình vẫn hôm qua mình mới lên mình có cơm bắt đầu. Cúng dường để thầy chứ cần những cái mảnh to, cái này đi mưa mảnh to để tròn hoặc mình chết ạ. Vâng, cảm ơn chú thầy. Chưa hôm xong đưa để cho mọi người. Cái đây là nó một mảnh không? Một mảnh to vâng ạ. Vâng. Con xin tùy chỉ tất cả mọi người. Dạ vâng, con có rồi thôi ạ. Thầy cũng được ạ. Trong cái khổ đó mình vượt qua khổ. Vâng. Mình chấp nhận cái đó để mình sống, mình tu hành thì một đời nào đó cái hạt giống Phật của mình nó đầy đó thì nó thành Phật. Vâng. Thế ở kiếp này mà con chưa thành Phật thì kiếp sau không biết là con có được gặp được Phật nữa không? Con có được gặp được Phật Pháp không ở đấy? Do là cái phát nguyện với lại cái giữ giới, cái lòng dịp thiện của mình. Nếu mà mình giữ giới, phát nguyện tâm Bồ Đề rồi mình giữ giới, mình tu hành thì nếu nguyện thì đời sau này được học tên cho giáo ở đâu? Vâng. Đại đức Thích Minh Tuệ. Thích Minh Tuệ. Vâng. Ở đâu? Ở Nha Trang. Nha Trang nào? Trang Đức. Tên cô nương Mỹ Thăng không? Mỹ. Không. Bao hồ. Cần Mỹ. Đỗ Quốc Sư ở Thái Bình. Thái Bình. À. Thế nào? Đi vào con nước ra. Con nước có rồi. Được rồi. Con nước rồi. Không phải. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Không uống. Lo rồi. Các con nước rồi. Cảm ơn nhá. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mọi người khỏe thế. Dép đâu? Dép đây. Còn Đại Đức không đi dép. Không đi dép. Dạ. Dạ dạ dạ. Không, không, dạ, 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 vâng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoan hỉ ạ, A Di Đà Phật. Trên tầng nước Mỹ. Khỏe quá. Việt Nam. Nhưng mà bắt tay trái này đi, bắt tay phải rồi, bắt tay phải. Vâng tin. Bắt đây. Đấy. Bắt đây. Đứng xuống rồi. Được rồi, thế là được rồi. Ôm cái. Ôm cái. Quý mến nhá, A Di Đà Phật nhá. Thích A Di Đà Phật. Tôi có tên cho giáo. Amen, amen. Amen. Chúa Giêsu. Amen. 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 Rồi. Lạy cho tôi. Dân công nước Mỹ.
Thôi được rồi. Thôi, amen, amen. Dạ vâng, thôi nhá, đi nhá. Mất thời gian bạn rồi. A Di Đà Phật.